Cô chào tất cả các con. Cô Thu Hà đến từ trường tiểu học Châu Văn Liêm, thành phố Long Xuyên. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài 2, đó là âm U và âm Ư với chủ đề kỳ nghỉ của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chúng ta sẽ cùng cô đến với bài học hôm nay nha. Bây giờ cô sẽ kiểm tra xem chúng ta có đọc bài và xem lại bài mà cô dạy cho mình ở tiết trước không nha. Các con thấy bài tập của cô hôm nay là chọn nhanh, đọc đúng. Chúng ta có 6 ô số. Nhiệm vụ của các con là mở ô số và đọc nhanh, đọc đúng và đọc thật to. Ô chữ hiện ra ngay phía dưới ô số đó. Các con nắm được yêu cầu của bài tập chưa nè? Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Ô số 1. Non đi. Giỏi quá. Ô số 2. Khe đá. Rất là giỏi. Ô số 3. Bè cá. Con đọc tốt. Ô số 4. Bó mạ. Ô số 5. Cano. Hai bạn đều đọc tốt cả nha các con. Ô cuối cùng. Cá me. Các bạn đọc rất là giỏi. Cô khen tất cả các bạn luôn nè. Bây giờ các bạn sẽ đọc lại cho cô tất cả các ô chữ vừa hiện lên nha. Noni. Khe đá. Bè cá. Bó mạ. Cano. Cá me. Cô chỉ chữ nào chúng ta sẽ đọc chữ đó nha. Khe đá. Bè cá. Cá me. Bó mạ. Noni. Cano. Các bạn hôm nay đọc rất là giỏi. Cô khen hết tất cả các bạn mình nè. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về âm U và âm Ư. Và cô giới thiệu lại với các bạn, đây là âm U được viết in hoa, đây là âm U in thường, đây là âm Ư in hoa và đây là âm Ư in thường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gia đình bạn nhỏ để xem gia đình này đã đến tham quan nơi nào trong kỳ nghỉ vừa rồi nha các bạn. Và cũng như cũ, các bạn sẽ tìm cho cô những tiếng chứa âm U hoặc là âm Ư xuất hiện trong tranh này. Bắt đầu. Xong chưa nè? Các con nhìn xem. Đây là quả đu đủ. Đúng rồi, quả đu đủ. Như vậy, đu đủ chúng ta có âm U. Tiếp theo, thành viên nào cũng đội mũ hết không các con? Chúng ta có tiếng mũ. Tiếng mũ có chứa âm U. Rồi, chúng ta qua. Đây là dạng dây leo và trái này là trái su su, chúng ta cũng có âm U. Ở đây chúng ta thấy có hộp thư nè. Vậy chúng ta có tiếng thư. Tiếng thư thì có âm Ư. Cô giới thiệu với các con về quả su su nha. Quả này dùng để chế biến thức ăn nha các con. Và đây là cây thuộc dạng thân leo cho nên khi trồng thì phải có giàn để cho dây leo như thế này nè các con ha. Còn đây là đu đủ. Quả này chúng ta thấy là chúng ta gặp hàng ngày, rất là gần gũi với mình nè. Và đây là hộp thư. Hộp thư này để đựng thư góp ý gửi vào đây. Và thư đó là một cái cách để trao đổi thông tin bằng giấy viết nha các con. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem các từ mà các con vừa tìm được có điểm nào giống nhau.
đu đủ, mũ, su su, thư. À, chúng ta thấy nè, đu đủ có âm u, mũ có âm u và su su có âm u, đó là điểm giống nhau. Còn lại tiếng thư chúng ta có âm ư. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào tìm hiểu âm u. Cô nhắc lại với các con, đây là âm u được viết in thường. Các con đọc với cô nha. U. 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 Giỏi quá. Chúng ta có mô hình tiếng mũ nha các con. Tiếng mũ có âm m đứng trước, có âm u đứng sau và dấu ngã trên u. Vậy chúng ta có m u mu ngã mũ. Cô mời các bạn phân tích cho cô tiếng mũ. À, tiếng mũ có âm m đứng trước, âm u đứng sau và dấu ngã trên u. Mình cùng đánh vần với cô nè. M u mu ngã mũ. Vậy thì ở đây có dấu ngã, khi chúng ta đọc dấu ngã chúng ta phải luyến hơi nhẹ nha các con. Một lần nữa nè. M u mu ngã mũ. Đúng rồi. Vậy thì ai cho cô biết xem mũ là gì? A mũ hay còn gọi là nón, để đội trên đầu, che mưa, che nắng, đúng không các con? Có nhiều loại mũ lắm và có nhiều kiểu dáng khác nhau. Đây là một loại mũ, mũ này còn có tên là calo nữa nè. Nhưng mà có một loại mũ đó, ngoài tác dụng che mưa, che nắng, nó còn giúp mình bảo vệ vùng đầu khi mà mình tham gia giao thông nữa nè, khi đi trên xe máy đó. Các bạn có biết đó là mũ gì không? À, đó là mũ bảo hiểm. Các bạn nhớ khi mình tham gia giao thông bằng xe gắn máy, mình phải đội mũ bảo hiểm nha các con. Vậy chúng ta có tiếng mũ. Các con đọc trơn cho cô nè. Mũ. Mũ. Mình đọc lại cả mô hình luôn nha. U. M. U. Mu. Ngã. Mũ. Mũ. U. M. U. Mu. Ngã. Mũ. Mũ. Bây giờ chúng ta sẽ qua âm thứ hai, đó là âm ư. Các con ơi, âm ư yên thường và âm u yên thường này khác nhau điểm nào? À, nó chỉ khác nhau là âm ư yên thường có thêm một nét móc phụ phía trên, đúng không các con? Mình đọc nha. Ư. 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 Chúng ta đến với mô hình tiếng chữ. Tiếng chữ có âm chờ đứng trước, âm ư đứng sau và chúng ta có dấu ngã trên ư. Chờ ư chữ ngã chữ. Các bạn phân tích lại lần nữa giùm cô nè. Tiếng chữ có âm chờ đứng trước, âm ư đứng sau và dấu ngã trên ư. Mình đánh vần nha các con. Chờ ư chư ngã chữ. Chờ ư chư ngã chữ. Và đúng rồi, chữ ở đây là một hệ thống ký hiệu bằng đường nét để ghi tiếng nói của mình. Ví dụ khi con nói O, vậy thì con sẽ viết chữ O, đó là nét cong khiến. Vậy chúng ta có tiếng chữ. Các con đọc trơn cho con nha. Chữ. Chữ. Mình đọc cả mô hình nha con. Ư. Chờ ư chư ngã chữ. Chữ.
Giờ ư chư ngã chữ chữ. Chúng ta đọc cả hai mô hình luôn. U mờ u mu ngã mũ mũ. Ư chờ ư chư ngã chữ chữ. Mình đọc xong rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình chữ viết. Đây là u và ư được viết ở chữ viết thường. Và nhớ khi mình viết thì mình gọi là con chữ, đúng rồi. Vậy đây chúng ta có chữ mũ và chữ. Và trước khi cô hướng dẫn các con viết, cô có một khái niệm mới các con cần nhìn nha. À, con thấy chấm đen này không? Chấm đen này đang nằm ở điểm giữa của đoạn thẳng. Và đoạn thẳng này nối hai giao điểm của đường kẻ ngang và đường kẻ dọc. Đây là đường kẻ ngang, đây là đường kẻ dọc. Vậy thì đây là điểm giữa của đoạn thẳng nối hai giao điểm của đường kẻ ngang và đường kẻ dọc. Các con lưu ý. Cô hướng dẫn các con viết con chữ U nha. Các con quan sát con chữ U, chúng ta thấy con chữ U cao 2 dòng ly và rộng 3 ô ly. Con chữ U gồm có nét xiên phải và nét móc dưới. Cách viết như sau. Chúng ta đặt bút ở điểm giữa của đoạn thẳng, nối hai giao điểm của đường kẻ dọc số 1 và đường kẻ dọc số 2. Sau đó chúng ta viết nét xiên phải. Và chúng ta sẽ viết đến giao điểm của đường kẻ dọc số 2 và đường kẻ ngang số 3. Chúng ta tiếp tục viết tiếp nét móc dưới. Và nét móc dưới này các con nhìn thấy độ rộng là 1 ô rưỡi. Chúng ta không nhấc bút mà chúng ta lia bút lên điểm giữa của đoạn thẳng, nối hai giao điểm của đường kẻ ngang số 3 với đường kẻ dọc số 3 và số 4. Tại đây, các con viết tiếp nét móc dưới thứ hai. Nét móc dưới thứ hai này độ rộng chỉ có 1 ô ly nha. Con dừng bút ở điểm giữa của đoạn thẳng, nối hai giao điểm của đường kẻ ngang số 2 với đường kẻ dọc số 4 và số 5. Các con xem quy trình viết. Đây là nét xiên phải. Tiếp theo chúng ta viết nét móc dưới thứ nhất. Nét móc dưới này độ rộng 1,5 ô ly. Rồi con rê bút lên trên để tiếp tục viết tiếp nét móc dưới thứ hai rộng 1 ô ly. Đó là con chữ U. Chúng ta sang chữ mũ. Chữ mũ các con thấy gồm có hai con chữ là con chữ M và con chữ U. Độ cao hai con chữ bằng nhau, đều bằng hai dòng ly. Như vậy khi viết con sẽ viết con chữ M như cô đã hướng dẫn mình rồi. Và tại điểm dừng bút của con chữ M, chúng ta viết nối nét con chữ U vào luôn. Sau đó chúng ta viết dấu ngã trên U. Các con quan sát. Rồi bây giờ chúng ta đến với con chữ ư. Con chữ ư con thấy cách viết giống với con chữ u.
nhưng có thêm một nét móc phụ nằm ở trên nét móc dưới thứ hai. Các con lưu ý cách viết nha. Rồi chúng ta đến nét móc dưới thứ hai đây. Kết thúc nét móc dưới thứ hai, chúng ta nhấc bút và đặt bút trên đường kẻ ngang số 3 để viết nét móc phụ. Bây giờ chúng ta sang đến chữ chữ. Chữ có 3 con chữ là con chữ cờ, độ cao 2 dòng ly, con chữ hờ, độ cao 5 dòng ly và con chữ ư, độ cao hơn 2 dòng ly một tí, giống ngã trên ư. Cách viết như sau, con sẽ viết nối nét từ con chữ cờ qua con chữ hờ. Sau đó chúng ta tiếp tục nối nét để viết tiếp con chữ ư. Dừng bút con chữ ư, các con viết dấu ngã ở trên ư và dấu ngã sẽ nằm ở ô ly thứ ba. Chúng ta chú ý không viết quá cao. Và các con xem quy trình nha. Đã dừng bút của con chữ ư rồi, chúng ta bổ sung vào dấu ngã. Và các con sẽ viết vào vở tập viết như thế này đây. Các con sẽ viết hai hàng con chữ u theo dấu chấm mẫu. Riêng hàng thứ nhất này đã được chấm sẵn, chúng ta chỉ việc tô theo đúng dấu chấm mẫu nha. Rồi chúng ta viết một hàng chữ mũ, hai hàng con chữ ư cũng giống như con chữ u. Rồi đến một hàng chữ chữ. Và khi các con viết, cô nhắc lại với các con nè, chúng ta chú ý tư thế ngồi, lưng phải thẳng nha. Không tì ngược vào bàn. Và đầu của mình nè, mắt của mình cách bài khoảng 25 đến 30 cm. Tay phải mình cầm viết, tay trái tì nhẹ lên nha. Tì nhẹ lên trên quyển tập để nó không bị di chuyển khi mình viết. Các con ráng viết giỏi nha. Bây giờ chúng ta sang đến phần đọc các từ ứng dụng. Con cá gì đây ta? Đây là cá mú. Nó còn một tên gọi nữa là cá sông nha các con. Cá này sống ở biển. Kích thước của nó cũng như màu sắc của nó rất là đa dạng. Vậy chúng ta có từ cá mú. Các bạn phân tích cho cô. Tiếng cá có âm cơ đứng trước, âm A đứng sau và dấu sắc trên A. Tiếng mú có âm M đứng trước, âm U đứng sau, dấu sắc trên U. Mình đánh vần cho cô nè. Cờ A ca sắc cá, M U mu sắc mú, cá mú. Mình đọc trơn nha. Cá mú. Cá mú. Giỏi quá. Chúng ta sang tranh thứ hai. À, đây là tranh vẽ ông mặt trời. Ông mặt trời này có màu gì con? Màu đỏ. À con thấy nè, màu đỏ phủ đều cả ông mặt trời luôn. Và màu đỏ nó sẫm như thế này thì ta gọi là đỏ lực. À, chúng ta có đỏ lực. Phân tích nè.
Tiếng đỏ có âm đờ đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi trên o. Tiếng lừ có âm l đứng trước, âm ư đứng sau và dấu huyền trên ừ. Đờ o đo hỏi đỏ, l ư lư huyền lư, đỏ lư. Mình đọc trên nha. Đỏ lư. Đỏ lư. Tiếp tục nè. Đây là quả đu đủ. Hồi nãy chúng ta đã thấy quả đu đủ này xuất hiện trong bức tranh đúng không các con? À, vỏ bên ngoài màu xanh, nhưng khi chín thì vỏ bên ngoài chuyển qua màu vàng ha. Ruột màu cam, nó có rất là nhiều hạt màu đen. Và các con thấy quả đu đủ có rất là nhiều vitamin A nha, nhất là quả đu đủ chín rất là tốt cho mắt của mình. Chúng ta có từ đu đủ. Mình phân tích nè. Tiếng đu có âm đờ đứng trước, âm u đứng sau. Tiếng đủ có âm đờ đứng trước, âm u đứng sau và dấu hỏi trên u. Đờ u đu, đờ u đu hỏi đủ, đu đủ. Đu đủ. Đu đủ. Chúng ta đến với tranh cuối cùng. Đây là cá hú. Đúng rồi, cá hú sống ở sông nha các bạn. Cá có thân dài và cá hú có một đặc điểm là rất là ít xương, ăn có vị béo nha con. Các con phân tích cho cô từ cá hú nè. Tiếng cá có âm cờ đứng trước, âm a đứng sau, dấu sắc trên a. Tiếng hú có âm hờ đứng trước, âm u đứng sau, dấu sắc trên u. Cá hú. Giỏi quá. Đánh vần nè. Cờ a ca sắc cá, hờ u hú sắc hú. Cá hú. Cá hú. Cá hú. Mình đọc lại cho cô bốn tượng nha. Cá mú. Đỏ lừ. Đu đủ. Cá hú. Cô chỉ tiếng nào hoặc là chữ nào chúng ta đọc chữ đó nha. Đỏ lừ. Cá mú. Cá hú. Đu đủ. Lần nữa nha. Cá mú. Đu đủ. Đỏ lừ. Cá hú. Các bạn nói câu cho cô nè. Chúng ta sẽ nói câu chữ tiếng có từ cá mú. Cá mú sống ở biển. Cá mú có vây nhọn. Đúng không các con? Giỏi quá. Đỏ lừ. Mặt trời đỏ lừ. Đúng không các con? Đu đủ. Quả đu đủ ăn rất ngon. Nhà em có trồng cây đu đủ. Cá hú. Hôm nay mẹ nấu cá hú. Bé thích ăn cá hú. Rất là giỏi. Các con có thể tìm thêm những câu nữa để chúng ta nói quen hết các con ha. Bây giờ mình đến với phần câu. Cô đọc mẫu nè. Bà cho bé đu đủ. Thế thì trong câu cô vừa đọc đó có chứa âm u và âm ư ở tiếng nào không? À, đó là đu đủ. Hai tiếng này đều có chứa âm ồ. Giỏi quá. Đọc lại cho cô nè. Đu đủ. Mình đọc cả câu cho cô nha. Bà cho bé đu đủ. Lần nữa nè. Bà cho bé đu đủ.
Các con xem giùm cô tiếng bà nè, tiếng bà có âm bờ đứng trước. Vậy âm bờ này là âm bờ gì ta? Âm bờ được viết in hoa vì nó đứng ở đầu câu. Các con nhớ nha. Các con cho cô biết ai cho bé đu đủ? À, bà cho bé đu đủ, đúng rồi. Bà cho bé trái gì? Dạ, bà cho bé đu đủ. Bà cho ai đu đủ? Bà cho bé đu đủ. Đúng rồi, các con rất là giỏi. Cô khen tất cả các con. Chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo là hoạt động mở rộng. Hoạt động mở rộng hôm nay là một bức tranh, đúng không các con? Các con thấy màu sắc trong tranh như thế nào đây? Rất là đẹp. Thế không, cho cô biết nè, tranh vẽ gì? Tranh vẽ các bạn đang chơi. Giỏi quá, tranh vẽ các bạn đang chơi một trò chơi, đúng không các con? Và trò chơi này có tên là ô. Đúng rồi, ô xuất hiện trong bóng nói của bạn trai đang chạy nè. Các bạn có biết trò chơi này không? Trò chơi này còn có tên là u bắt. Cô hướng dẫn các con chơi nha. Các con nhìn thấy trong tranh đây là đường biên giới của hai đội. Như vậy bên trái một đội, bên phải một đội. Cô tạm gọi đây là đội A và bên kia là đội B. Trò chơi chúng ta sẽ chơi như sau. Như vậy, thành viên của đội B sẽ tấn công vào đội A và phải vượt qua đường biên giới này. Và khi mình tấn công qua đường biên giới thì buộc bạn đó phải nói u, mà phải nói to rõ cho tất cả các bạn cùng nghe. Tấn công các thành viên, chạm được vào thành viên nào chạy ngược về bên đội của mình. Và lúc đó thành viên đó sẽ bị bắt làm tù binh, sẽ đi qua đội bên kia để đứng. Đội nào bắt được nhiều tù binh nhất, đội đó sẽ thắng. Nhưng nếu mình chạy qua tấn công đội bạn, mình nói u không có rõ tiếng là không được tính nha, sẽ thua nha. Hoặc là con bị các thành viên của đội bạn đè mình xuống, mình không nói u được nữa thì xem như con bị bắt làm tù nhân ở đội bên đó. Thì các bạn bị bắt làm tù nhân sẽ đứng xếp thành một hàng, nắm tay nhau và tay sẽ đưa về phía đường biên giới để chờ sự cầu cứu của đội của mình. Nếu thành viên của đội mình còn, sẽ lần lượt chạy qua và cũng tiếng u để cứu đội của mình. Nhưng nếu qua mà bị bắt luôn thì xem như đội mình thua. Các con có hiểu được trò chơi đó không? Và để chơi trò chơi này chúng ta sẽ cần phải có một cái khoảng sân rộng nha các con. Chúng ta có thể rủ các bạn cùng trang lứa mình chơi rất là vui. Và hoạt động mở rộng hôm nay đó là trò chơi ô. Vậy thì bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây rồi. Trước khi kết thúc bài, cô nhắc lại lần nữa là hôm nay các con vừa được học âm u và âm ư. Đây là âm u viết in hoa, âm u viết in thường. Và đây là âm u chữ viết thường. Tương tự ư cũng vậy, ư in hoa, ư in thường và ư ở chữ viết thường. Các con mở sách ra đọc thêm bài nè và có thể tìm thêm những từ mà các con đã biết đó để chúng ta có thể nói được nhiều từ, nhiều câu chứa những tiếng có u hoặc ư mà hôm nay chúng ta vừa học nhé các con. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tất cả các con.